Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1156-1157 Ngươi nguyện ý lưu lại cũng không phải không được, bất quá nhất định phải nghe theo bản thiếu phân phó, nếu như lát nữa lại để cho bản thiếu gặp lại ngươi có bất kỳ làm loạn, cũng không phải là nói xin lỗi liền có thể giải quyết. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thật cũng không cứng rắn đuổi Lư Tử An rời đi, Lư Tử An vốn là bị Tần Trần nhìn một mặt lúng túng, lúc này nghe nói như thế lập tức đại hỷ. Vội vàng nói, Trần Huynh ngươi yên tâm, ta Lưu Tử An mặc dù không là cái gì đồ tốt, nhưng nói một là một, nói hai là hai, tuyệt sẽ không lá mặt lá trái, điểm ấy còn xin Trần Huynh yên tâm, không tin Tha Huynh cùng Bộ Huynh đều có thể vì lô mổ làm chứng. Tần Trần khoát khoát tay, làm chứng loại chuyện này thì không cần, hắn xưa nay sẽ không tin tưởng cái gọi là lời chứng, hắn chỉ tin tưởng hành động thực tế. Giải quyết Lưu Tử An sự tình sau đó, Tần Trần lập tức lại tới Ngụy Tử Dương bên người, lúc này Ngụy Tử Dương đã thanh tỉnh lại, nuốt chữa thương đang dược sau đó thương thế trên người đã khôi phục thất thất bát bát, nhưng vẫn là vô cùng suy yếu, bây giờ thấy Tần Trần đi tới, lập tức khuôn mặt hoảng sợ cùng thấp thỏm, một trái tim phốc thông phốc thông nhảy loạn. Vội vàng nói, Ngụy Mỗ có mắt không biết tốt xấu, đắc tội Trần Huynh, còn xin Trần Huynh thứ tội. Trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, liền sợ Tần Trần xuống tay với hắn, Ngụy Tử Dương, ngươi dạng này sẽ không thượng đạo, lão phu đều lấy ra kỳ tủy U Lam hướng Trần Huynh bồi tội, ngươi nói thứ tội, chẳng lẽ không có một điểm biểu thị. Không đợi Tần Trần mở miệng. Lưu Tử An liền nhảy ra ngoài, làm người tiên phong, khẩn cấp muốn tại Tần Trần trước mặt biểu hiện, không có cách nào, ai bảo hắn bây giờ còn phải dựa vào Tần Trần đâu, Ngụy Tử Dương trong lòng lập tức chính là lớn hận. Nếu như không phải là bởi vì ngươi lưu Tử An, hắn sẽ đối với tần trần bốc lên ý nghĩ như vậy tới hắn chỉ là một cự phách võ đế lúc trước sở dĩ dám đứng ra cũng là bởi vì lư tử an đứng ra không nghĩ tới bây giờ quay đầu nhằm vào hắn ngược lại là lư tử an nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ phản bác vội vàng từ trên người lấy ra một chút bảo vật muốn đổi lấy tần trần tha thứ những bảo vật này đều có chút trân quý nhưng tần trần sắc mặt lại vẫn luôn cũng không dễ nhìn bởi vì này chút bảo vật đối với hiện tại hắn mà nói cũng không có bao nhiêu thực tế tác dụng, Ngụy Tử Dương không khỏi càng ngày càng sợ hãi, hắn bây giờ cơ hồ đều phải đem trữ vật giới chỉ tất cả đưa cho Tần Trần, có thế Tần Trần trên mặt nhưng thủy chung không không hài lòng, hắn đều không biết nên làm sao bây giờ tốt, lão Ngụy, còn chậm chậm từ từ làm cái gì, trên người ngươi đến cùng còn có cái gì đồ tốt? Còn không đều lấy ra, đường đường một cái chính cấp trận pháp sư, sẽ không liền một điểm đồ tốt cũng không có a. À. Lư Tử An hừ lạnh nói, ngụy tử dương trong lòng kinh hoảng không thôi hắn đồ tốt đều lấy ra nhưng mà tần trần căn bản chướng mắt a à, dưới sự kinh hoảng đầu óc hắn cấp bách tưởng nhớ thay đổi thật nhanh đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói trần huynh ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm na không gian phong ấn sao ta có biện pháp tìm được na không gian phong ấn ngươi có thể tìm được na không gian phong ấn tần trần vốn là sắc mặt đã càng ngày càng nặng lúc này đột nhiên lông mày nhíu lại lộ ra vẻ tò mò mặc dù bọn hắn bây giờ đi trước chính là cái kia chi tiền không gian phong ấn vị trí nhưng tần trần lại có thể chắc chắn bọn hắn bây giờ đi qua na không gian phong ấn tất nhiên cùng chỗ trước đây một dạng đã hoàn toàn biến mất không thấy hắn chỉ là muốn nhìn một chút chi tiền không gian phong ấn nổ tung sau tràn cảnh mà thôi ai có thể nghĩ ngụy tử dương lại còn nói mình có thể tìm được na không gian phong ấn chỗ tần trần trong lòng lập tức đã tới rồi hứng thú nhìn thấy tần trần hứng thú Ngụy Tử Dương vội vàng nói, "Đối với Trần huynh, ta đích xác có thể tìm tới Na Không Gian Phong ấn, chỉ cần đến chi tiền Không Gian Phong ấn chỗ, ta thì có biện pháp." "Đã như vậy, vậy còn chờ gì, ngươi bây giờ liền dẫn chúng ta qua đi, nếu để cho bản thiếu biết ngươi ở đây nói dối, liền đừng trách bản thiếu ra tay ác độc vô tình." Tần Trần không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên nhân từ một chút lại còn có dạng này thu hoạch một đám người lúc này hướng về khoảng không gian phong ấn vị trí nhanh chóng lao đi, tầng trần tốc độ của bọn hắn rất nhanh, ước chừng sau một nén nhang, đám người liền đi tới phong ấn chỗ, Trần Huynh, nơi này chính là phía trước phong ấn vị trí. Lư Tử An rất là nhiệt tâm nói, Tần trần nhưng không có lên tiếng, ngược lại là mắt nhìn Tha Nguyên Canh cùng bồ hưng thịnh xương. Nhìn thấy Tha Nguyên Canh gật gật đầu sau đó, Tần trần mới nhìn hướng bốn phía, hành động này lập tức nhường lư tử an rất là lúng túng trên thực tế không cần lư tử an đi nhắc nhở tần trần cũng nhìn ra nơi này không thích hợp nơi này lôi đình hết sức hỗn loạn giống như là trải qua một hồi ba động đồng dạng hơn nữa lôi đình chi bên trong còn quẩn chứa tí ti tạp nhạp khí tức phía trước bên trong hư không có một phiến khu vực lôi quang có vẻ hơi nông cạn hiển nhiên là vừa bổ khuyết tới không bao lâu cái kia hư không trống rỗng một khối hẳn là chi tiền không gian phong ấn vị trí hơn nữa Tần trần ở đây còn cảm nhận được một cổ hết sức đặc thù sức mạnh, cổ lực lượng này vô cùng tinh thuần, mặc dù mười phần yếu ớt, nhưng vẫn như cũ chưa từng tán đi. Nhưng Tần trần trong thân thể cửu tinh thần đế quyết đều rụt rịch ngóc đầu dậy, là nguyên thạch, khí tức. Lão Nguyên Thanh âm lập tức liền truyền tới, Ngụy Tử Dương, cái kia mới khoảng không gian phong ấn đi nơi nào. Tần Trần đem ánh mắt rơi vào Ngụy Tử Dương trên thân, hắn không phải nói mình có thể tìm được khoảng không gian phong ấn sao ngụy tử dương vội vàng đi tới lỗ hổng kia chỗ bên trái xem bên phải xem dường như đang đoán cái gì a à, cái này ngụy tử dương đoán phương pháp dường như là một loại nào đó trận đạo chi pháp tần trần long mày nhíu lại người khác nhìn không ra ngụy tử dương đang làm cái gì hắn nhưng là nhìn ra một điểm manh mối nói không chừng cái này ngụy tử dương thật đúng là có thể tìm tới khoảng không gian phong ấn vị trí lư tử an nhưng là bất mãn lên nhìn thấy ngụy tử dương không có lập tức nói ra khoảng không gian phong ấn vị trí lập tức hừ lạnh nói ngụy tử dương ngươi không phải nói đến nơi này liền có thể biết khoảng không gian phong ấn vị trí sao na không gian phong ấn bây giờ ở nơi nào ngụy tử dương vội vàng nói cho ta một chút thời gian ta chắc chắn có thể tìm ra na không gian phong ấn vị trí nguyên lai ngươi là đang gạt chúng ta lư tử an một mặt sát ý liền đối lấy tần trần đạo, trần huynh, ta liền biết tiểu tử này không có lòng tốt, đang trêu đùa chúng ta, xem ra không cho hắn một mắt màu sắc nhìn một chút, thì sẽ không nói thật, trần huynh, loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi giao cho ta tới. Nói liền muốn đối với ngụy tử dương động thủ, tần trần một mặt im lặng. Tiểu tử này tư thái cũng quá mạnh liệt đi, hắn khoát khoát tay, nhìn xem ngụy tử dương, cao mày nói, ngươi là muốn dùng trận pháp suy tính ra na không gian phong ấn vị trí. Trần Huynh ngươi làm sao nhìn ra được? Ngụy Tử Dương lập tức ngây ngẩn cả người, Tần Trần không có trả lời, chỉ là dò hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Bảy thành. Ngụy Tử Dương vội vàng nói, chi tiền không gian phong ấn biến mất thời điểm. Ta liền hoài nghi na không gian phong ấn hẳn là khởi động các biện pháp đề phòng, chịu đến tiến công sau đó, tự động biến mất, về sau lần thứ hai tìm được khoảng không gian phong ấn thời điểm, ta cẩn thận quan sát rất lâu, phong ấn kia thật có một cái tự chủ các biện pháp đề phòng một khi lọc vào cường đại công kích sẽ tự động tìm hành khi đến một bất quá cái kia phong ấn các biện pháp đề phòng quá mức phức tạp liền xem như ta cũng chỉ đã nhìn ra một chút manh mối bất quá có những thứ này manh mối lại thêm nơi này một chút manh mối chỉ cần cho ta một chút thời gian ta chắc chắn có thể suy tính ra cái kia khoảng không gian phong ấn vị trí liền xem như tìm không thấy vị trí cụ thể cũng có thể suy tính ra đại khái phương vị ngụy tử dương liền sợ tần trần xuống tay với hắn cho nên vội vàng tiến hành giảng giải nói như vậy cái này khoảng không gian phong ấn vị trí hẳn là có dấu vết mà lần theo đi tần trần như có điều suy nghĩ hẳn là dạng này bất quá thật sự muốn tìm được độ khó rất cao bởi vì cái kia khoảng không gian phong ấn đẳng cấp quá cao nếu là không có chính cấp trận pháp đế sư tu vi thậm chí ngay cả nhìn cũng không hiểu toàn bộ thiên lôi thành xem chừng cũng liền của ta trận các ba lượng người có thể xem hiểu mà thôi. Ngụy Tử Dương nói đến đây ngược lại là rất tự tin, hoa ngôn xảo ngữ, ai biết là thật là giả. Lư Tử An lập tức liền hừ lạnh nói, Ngụy Tử Dương trong lòng tức giận không thôi, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối phải Lư Tử An dễ nhìn không thể. Tần Trần đều không nói chuyện, mỗi một lần cũng là cái này Lư Tử An tại châm ngòi thổi gió, thật sự là để cho người ta phẫn nộ, đã như vậy, ngươi liền suy tính a tần trần không để ý đến lư tử an hướng về phía ngụy tử dương nói mặc dù hắn trận pháp tạo nghệ tuyệt đối so với ngụy tử dương phải thâm hậu rất nhiều nhưng mà hắn lại một lần đều không nhìn qua khoảng không gian phong ấn ngược lại là ngụy tử dương hai lần thấy qua phong ấn nội bộ mới có thể đi vào đi suy tính trận đạo thứ này cũng không phải nói ngụy tử dương nói ra phương pháp là hắn có thể trực tiếp tiến hành đoán tại không có nhìn thấy khoảng không gian phong ấn phía trước, tầng trần cơ hồ không có biện pháp tiến hành suy tính, bây giờ chỗ này coi như an toàn, mấy người các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt suy tính một chút. Ta còn có chút việc, lập tức liền trở về. Tần trần hướng về phía nghiêu nguyên canh mấy người nói một câu, cũng không đợi lư tử an bọn hắn đáp ứng, thân hình thoát một cái, lập tức hướng về lôi đình chi hải chỗ sâu lao đi, ai? Lư tử an lập tức khẩn trương, Tần trần đi nếu như ở đây xuất hiện bóng đen kia bọn hắn làm sao bây giờ? Cũng không chờ bọn hắn mở miệng. Tần trần đã biến mất ở mấy người trong tầm mắt, bọn hắn do dự một chút sau đó, lập tức đã mất đi tần trần dấu vết, mẹ nó. Gia hỏa này quá mức, chỉ vào tự có một cái dị hỏa, quá không đem chúng ta mấy cái để ở trong mắt. Lư tử an giận quá chừng, nếu như không phải hắn còn phải dựa vào lấy tần trần dẫn hắn an toàn ra ngoài hắn sao lại tại tầng trần trước mặt dễ nói chuyện như vậy. Bất quá hắn phàn nàn không có chiếm được như nguyên canh bọn họ đồng ý, như nguyên canh cùng bồ hưng thịnh xương cũng là cười nhạo một tiếng, đi qua một bên, hai người các ngươi ý tứ. Lư tử an nổi giận đùng đùng đạo, chính là ý này, như thế nào, lư tử an ngươi còn nghĩ đối với chúng ta động thủ không thành. Ba người chúng ta nếu là liên thủ, coi như không phải đối thủ của ngươi. Cũng không kém quá nhiều a à hơn nữa ở đây, ngươi dám động thủ sao? Nhiều nguyên canh tính tình ngay thẳng, tính khí nóng nảy rất, trực tiếp đã nói đi ra, vẻ mặt khinh thường, hắn xem thường nhất đúng là loại người này phía trước một bộ người phía sau một bộ người, lư tử an tức giận đến bốc hỏa, trong lòng phun trào sát cơ, bất quá nhiều nguyên canh nói rất đúng, dưới loại tình huống này. Hắn thật đúng là không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể lạnh trên một tiếng, đi qua một bên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, phòng ngừa có bóng đen tập kích, tần trần rời đi một khu vực như vậy phía sau không bao lâu, liền tại một mảnh lôi hải chi địa ngừng lại, thân hình hắn lóe lên, phút chốc biến mất ở trên lôi hải, tiến vào càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong, tiểu tử ngươi như thế nào tiến vào. Lão Nguyên Đạo Đương nhiên là luyện hóa kỳ tủy U Lam. Tần trần phân phó tần ma chú ý ngoại giới sau đó, trực tiếp đem thanh liên yêu hỏa phóng thích ra ngoài, mà sau sẽ vừa mới lấy được kỳ tủy U Lam đầu nhập vào thanh liên yêu hỏa bên trong, quanh, làm kỳ tủy U Lam tiến vào thanh liên yêu hỏa bên trong phía sau, thanh liên yêu hỏa lập tức tản mát ra một loại tâm tình hưng phấn, sau đó lập tức đem cái kia kỳ tủy U Lam bao bọc tại trung ương nhất. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa, lốc bốt, tần trần rõ ràng cảm nhận được, tại thôn vệ kỳ tủy U Lam bên trong đồ vật sau đó, thanh liên yêu hỏa khí tức đang chậm rãi đề thăng, giống như là lấy được một loại nào đó bổ dưỡng đồng dạng. Hơn nữa, thanh liên yêu hỏa không ngừng lăn lộn nhảy lên, từng đạo thanh quan từ hỏa diễm bên trong bắn ra, chiếu rọi toàn bộ càng không tạo hóa ngọc điệp không gian cũng là thanh sắc. Tần trần có chút kinh hải lùi lại mở vài trăm mét khoảng cách, lúc này mới phát hiện lão nguyên cũng giật mình nhìn chầm chằm cái kia sôi trào không tắt thanh sắc, lúc này thanh liên yêu hỏa biểu hiện, thậm chí so với lúc trước thôn vệ tịch diệt cho lửa thời điểm còn kinh người hơn rõ ràng cái này kỳ tủy U Lam đối với thanh liên yêu hỏa mà nói, tác dụng mạnh hơn nhiều, cả hai kết hợp bộc phát ra uy thế. Đơn giản quá kinh người, giọt giọt chất lỏng màu xanh lam từ cái kia kỳ tủy U Lam bên trong chậm rãi luyện hóa mà ra, cả khối đá đều biến thành mềm nhũng đậu hủ đồng dạng, tiếp đó luyện hóa thành từng giọt chất lỏng, mà chút chất lỏng vừa xuất hiện, liền bị thanh liên yêu hỏa tham lam thôn phệ, chỉ sợ người khác tới cùng nó cướp đồng dạng. lăn lộn hỏa diễm càng lúc càng lớn, Tần Trần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thanh liên yêu hỏa trở nên càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu Tần Trần trên mặt còn mang theo mừng rỡ, nhưng đến lúc sau, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi, bởi vì thanh liên yêu hỏa khí thế tăng lên nhiều lắm, cái kia màu sắc thậm chí theo nguyên bản thanh sắc, chậm rãi đã biến thành một loại màu lam nhạt đồng dạng, thanh liên yêu hỏa sẽ không thoát ly tầm kiểm soát của mình a. À. Tần Trần thử nghiệm dùng tinh thần lực đi câu thông thanh liên yêu hỏa, phát hiện mình tinh thần lực và thanh liên yêu hỏa câu thông vẫn như cũ thông suốt, mười phần thông thuận sau đó, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, dù là thanh liên yêu hỏa thật sự thoát khỏi tầng trần trưởng khống, tầng trần cũng không lo lắng. Ở đây càng không tạo hóa ngọc điệp không gian không có bất kỳ vật gì có thể chạy ra tầng trần trưởng khống. Nhưng dù là dạng này, tầng trần cũng không muốn lần thứ hai luyện hóa thanh liên yêu hỏa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa ngày sau, thanh niên yêu hỏa mới đình chỉ nhảy vọt, dần dần thu nhỏ, cuối cùng giống như một đóa nụ hoa sắp nở cực mỹ nụ hoa đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung, tầng trần tay khẽ vẫy, thanh liên yêu hỏa lập tức bay thấp vào tầng trần trong lòng bàn tay. Cái kia nụ hoa một dạng hỏa diễm ngoại vi mang theo một tầng nhàn nhạt màu lam, mà hỏa diễm trung tâm nhất vẫn là cực thanh màu sắc, phản phất một đóa màu xanh nhạt luyện hóa ở giữa có một khỏa màu xanh hạt sen, một loại vui mừng ý niệm truyền cho tầng trần, nhưng tần trần ngạc nhiên minh bạch, thanh liên yêu hỏa vẫn là hắn thanh liên yêu hỏa, bất quá đã chiếm được thuế biến. Hơn nữa tại thôn vệ kỳ tủy U Lam sau đó, thanh liên yêu hỏa đảng sinh ý thức cũng càng ngày càng linh động, phản phất có thể cùng tần trần câu thông đồng dạng, có một loại tung tăng cảm giác, đương nhiên, đạo này linh trí vẫn chưa hoàn toàn sinh ra, bởi vậy còn không cách nào cùng tần trần trực tiếp tiến hành giao lưu, nhưng đã có thể tiến hành đơn giản trao đổi lúc này thanh niên yêu hỏa đã không chỉ là một đạo ngọn lửa, càng giống là một cái u mê sơ sinh sinh mệnh. Nhưng tầng trần thanh niên yêu hỏa tấn cấp đối với tầng trần tới nói cực kỳ trọng yếu. phía dưới hắn gặp lại cái kia quỷ dị bóng đen thời điểm lại lần nữa phóng xuất ra thanh niên yêu hỏa, hiệu quả tuyệt đối so với phía trước muốn cường hãng rất nhiều. Hơn nữa tầng trần có loại cảm giác thanh niên yêu hỏa tại có chỗ thuế biến sau đó, thậm chí có thể làm bị thương hắn cái này đã trở thành Tần Trần một đòn sát thủ. Nếu như bây giờ Tần Trần muốn giết cái kia Lư Tử An, thậm chí không cần dùng chiêu thức khác, chỉ cần phóng xuất ra thanh liên yêu hỏa, liền có thể nhường cái kia Lư Tử An ăn một bình, chật vật không chịu nổi, luyện hóa thanh liên yêu hỏa sau đó, Tần Trần cũng không có dừng lại, lập tức hướng về tha nguyên canh bọn hắn chỗ lao đi, bất quá lần này Tần Trần đem tầng Ma đặt ở ngoại giới, mà cũng không có lưu lại càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong tần ma có thể làm hắn một đòn sát thủ, giấu ở một bên, lúc này, ở cách nơi đây không biết bao xa một chỗ lôi đình chi hải khu vực hạch tâm, một đạo người mặc nón rộng vành thân ảnh đang tại trên lôi hải chậm rãi chập trùng, kèm theo nàng chập trùng, hóa thành như đại dương mênh mông lôi quan tại quanh thân của nàng không ngừng quanh quẩn. Quấn quanh lấy thân thể của nàng, nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn người nọ trên thân tản ra từng sợi đen nhánh ma khí, mà chút ma khí tại lôi đình chi hải lôi đình đánh xuống, không ngừng vặn vẹo dãy dụa, bị từng chút một làm hao mòn, nhưng mà cái này tinh mài tốc độ rất chậm, muốn dựa vào những thứ này lôi đình đem ma khí này triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Còn không biết cần bao lâu, người này chính là đi tới lôi đình chi hải tiến hành rèn luyện trần tư tưởng nhớ, nàng đi tới nơi này, đã có không thiếu thời gian. Phát hiện lôi đình chi hải lôi đình đối với nàng trong cơ thể ma hồn hoàn toàn chính xác có áp chế tác dụng, nhưng là chỉ là áp chế mà thôi, Muốn đem ma khí này triệt để tiêu trừ, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Trừ phi nàng tiến vào Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu nhất, có thể tu vi hiện tại của nàng, tùy tiện tiến vào Lôi Đình Chi Hải chỗ sâu nhất, vậy thì không phải là tại tu luyện, mà là tại tự tìm cái chết, cho nên Trần Tư Tưởng nhớ đang từng chút thích ứng, nàng lòng yên tĩnh như nước, so với phía trước tại Huyễn Ma Uyên Hang đá thời điểm, trạng thái đã thanh tĩnh không thiếu nhưng nàng trong con ngươi cái kia một tia băng lãnh cùng cừu hận, nhưng thủy chung không tản đi hết, ngược lại càng kiên quyết cùng lạnh nhạt, ai. Xa xa hư không bên trong, một thân ảnh giấu ở cái kia, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, cho dù là lôi đình này chi hải lôi quang, đều không thể bộc lộ ra thân hình của nàng, cái này tự nhiên là huyễn ma tông chủ, nàng vốn còn cho là trần tư tưởng nhớ khi tiến vào lôi đình chi hải phía sau. Theo huyễn ma uyên vạn ma lực áp chế, trần tư tưởng nhớ có thế khôi phục một chút lý trí nhưng lại không nghĩ tới hoàn toàn vô dụng vẻ này hận ý đã xâm nhập trần tư tưởng nhớ nội tâm đây là một đạo chấp niệm xâm nhập trần tư tưởng nhớ linh hồn không cách nào tiêu trừ tình yêu nam nữ thật sự có khó bỏ như vậy sao huyển ma tông chủ trong ánh mắt có lãnh ý bỗng nhiên huyển ma tông chủ trong lòng cuồng loạn một tia không rõ cảm giác nguy hiểm từ nàng trong lòng quanh quẩn dựng lên trong nội tâm nàng cả kinh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong biển sét vô tận, một đạo hư vô bóng đen chẳng biết lúc nào lại đã đi tới liễu trần tư tư bên người, bóng đen này mười phần hư ảo, phản phất không tồn tại đồng dạng, nếu như đổi một cái đỉnh phong võ đế đến đây. Thậm chí đều chưa hẳn có thể nhìn ra bóng đen này tồn tại, nhưng mà huyễn ma tông chủ lại thấy rõ ràng đạo này bóng đen, trong lòng lập tức cả kinh, dị ma tộc người. Không đúng, không phải dị ma tộc. Hoặc như là dị ma tộc. Huyễn ma tông chủ trao mày, nàng giấu ở trong hư không, mặc dù thấy được na hắc ảnh, lại không nhúc nhích, cũng không có nhắc nhở trần tư tưởng nhớ. Ngược lại muốn thông qua trần tư tưởng nhớ, tới tìm hiểu ra bóng đen này lai lịch, bóng đen này rõ ràng cũng không phát hiện huyễn ma tông chủ, lực chú ý của nó hoàn toàn rơi vào liễu trần tư tư trên thân, bị trần tư tưởng nhớ trên thân tản mát ra ma khí hấp dẫn, chậm rãi tới gần, sau đó bỗng nhiên nhào về phía liễu trần tư tư, vè một cái nhào vào liễu trần tư tư sau lưng của phía trên. Muốn khống chế suy nghĩ của nàng, đây chính là cái kia quỷ dị bóng đen, hô, trần tư tưởng nhớ hai con ngươi chợt mở ra, hai cái đồng tử đen kịch một màu, giống như là hai đạo vô hình vòng xoáy màu đen đồng dạng, điên cùng xoay tròn, sau đó, trong ốc nàng ma khí lập tức bộc phát ra, vanh, ti ti lũ lũ ma khí điên cùng phun trào, ngược lại đảo ngược bọc lại na hắc sắc bóng tối. Chi chi, cái này màu đen bóng tối hoàn toàn không ngờ tới đối phương vậy mà lại đảo ngược thôn vệ nó, lập tức hoảng sợ giải dụa, một cổ đáng sợ thôn vệ ma lực theo nó người trước mặt trong thân thể lan truyền ra, bóng đen lập tức vô cùng hoảng sợ, biên cùng giải dụa, cũng không tế tại chuyện, lập tức bị cái kia vô tận ma khí cho vỡ ra tới, biến thành tinh thuần sức mạnh. Dung nhập liễu trần tư tư trong thân thể, trần tư tưởng nhớ khí tức trên thân trở nên càng âm u lạnh lẽo cùng tà ý vô biên tóc đen phun trào, phản phất một tôn ma nữ, đây là một loại đặc thù tà linh. Vẫn là dị ma tộc người biến dị. Nơi xa, huyển ma tông chủ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt có hải nhiên cùng kinh dị, ở nơi này lôi đình chi trong biển tại sao có thể có dạng này tà linh xuất hiện. Chẳng lẽ lôi đình này chi hải bên trong xảy ra chuyện gì dị biến, phía trước na hắc ảnh thống chế trần tư tưởng nhớ bộ dáng, cùng dị ma tộc người hoàn toàn khác biệt, khác hẳn với nàng hiểu biết bất luận một loại nào linh hồn thể, ngay tại nàng kinh nghi phía dưới, đột nhiên đáy lòng phát lạnh, tiếp đó liền thấy xa xa trong hư không, có khách một đạo hắc ảnh xuất hiện. Na hắc ảnh vốn là cũng đang hướng về ở đây lướt đến, nhìn thấy lúc trước trần tư tưởng nhớ trên người tình trạng sau đó, không nhìn thấy ngũ quan trên mặt thế mà toát ra một tia hoảng sợ, đối tới lấy một hướng khác chạy thuộc mạng, viễn ma tông chủ tâm niệm vừa động, thân hình lặng yên không tiếng động động, trong nháy mắt dung nhập lôi đình chi trong biển, hướng na hắc ảnh truy lùng đi qua. Mà ở huyển ma tông chủ mới vừa rời đi thời điểm, trần tư tưởng nhớ thì nhíu mày đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nơi nào đó, tại thôn vệ na hắc ảnh sức mạnh sau đó, nàng ẩn ẩn cảm thấy ở nơi đó phản phất có từng đạo khí tức vô hình đang hấp dẫn nàng, nàng dừng lại tu luyện, cao mày, hướng về cái kia tản ra lực hấp dẫn chỗ chậm rãi bay vút đi qua. Tần Trần tự nhiên không biết ở đây phát sinh sự tình, sau một lát, hắn lần nữa tới đến rồi phía trước không gian phong ấn chỗ, Trần Huynh, người cuối cùng đã trở về. Nhìn thấy Tần Trần, một mực lo lắng đề phòng Lư Tử An lập tức thở dài một hơi, một khối đá lớn rơi xuống, vội vàng tiến lên đón, Trần Huynh, ta đã suy tính ra không gian phong ấn mới vị trí, mà không chờ Tần Trần mở miệng. Ngụy Tử Dương cũng kích động đi tới Tần Trần bên cạnh, Trước tiên liền mở miệng nói, ở nơi nào? Tần Trần ánh mắt sáng lên, lập tức lại hỏi, Ngụy Tử Dương đạo, ta chỉ là tính toán một cái đại khái vị trí, ước chừng ở đây hướng tây nam phương hướng lại đi 16, 17 vạn dặm chỗ, hẳn là cái kia phụ cận, đến lúc đó chúng ta tìm tiếp. Tần Trần bất chấp tất cả. Lập tức dẫn theo Ngụy Tử Dương một đám người hướng về tây nam phương hướng lao đi, Tần Trần tốc độ của bọn hắn nhanh chóng biết bao, mặc dù 17 18 vạn dặm khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng đối với võ đế cường giả mà nói cũng không tính là gì, phiền toái duy nhất là lôi đình chi trong biển nguy hiểm, tần trần không biết, hắn phương hướng sắp đi, cùng trần tư tưởng nhớ chịu đến triệu hoán lực phương hướng. Cơ hồ tại video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.